công bao nhiêu? Đấy. Cũng là ẩm thực hương ba ba luôn. Không vỡ được thế. Nhân viên bên mình hôm nay đi giao hàng ở đâu mà đẹp thế? Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay là ngày đẹp. Công ty đứng sự tâm hợp bên mình sẽ set up một nhà hàng lớn có tên tuổi trong thành phố Hải Phòng. Và đây là sản phẩm của bên mình đã đóng gói rất là cẩn thận ở trong những thùng cắt tông, và sau đây sẽ được hai nhân viên đẹp trai của bốn sữa tâm hợp sẽ vận chuyển lên hàng lên thùng xe. Có cả ngày ngày không muộn, ngày 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 không muộn. Với thời tiết nắng nóng trên 40 độ nhưng nhân viên bốn sữa tâm hợp chúng tôi vẫn nhiệt tình phục vụ tất cả các khách hàng khi khách hàng có nhu cầu. Em chào chị nhá. Vâng. Em bên công ty tâm hợp là bộ sản phẩm cho nhà hàng mình để bốn sứ tam hợp à? Vâng, ok. Rồi, giá cả cũng hợp lý nhỉ. Cả quán này hết gọn luôn. Hôm nay nó chỉnh mẫu đặc biệt. Đấy là chú giá. Rồi, ok. Kiểm tra hàng. Ôi, nhớ, ôi. Đấy, ẩm thực đúng không ạ? Riêng đặc biệt dành cho thầy. Đấy. Cái này nước ba ba rang muối này. Nước quả này các bạn. Chỉ nước ba ba rang muối thôi. Hello, xin chào. Đây là rất chắc chắn, đẹp. Đấy, chất xương tuyệt vời. Được, chúng ta cái độ danh của nó xem tôi bao nhiêu ngày mới lên. Đây là dưa muối. Nhìn không bao nhiêu. Đúng là ẩm thực hương ba ba luôn. Được rồi, có lại không sứt này, có va chạm nữa, va chạm nữa, không sứt này, được, va chạm nữa, không nữa em ra là cái gì nào, rồi thiết kế rất là ok chị ơi, có chú là sáng đẹp, đấy như Ngọc Trinh nhưng mà chất lượng hơn Ngọc Trinh, đó nó có mẫu vậy à? Thay mặt chúng ta của chúng em để chúc rồi xếp em đi rồi. Dạ. Rồi, được. Quá tuyệt vời. Được. Đấy, đây là bộ đĩa cho 10 người ăn, đến 12 người ăn. Đấy, chúng ta làm thế to này. Được. Được. Ok, chốt đơn nha. Ok, cảm ơn chị. Rồi.